Rồi chào anh em và con nha. Sớm em mới vừa rửa và dọn xong em Captiva nè. Đẹp chưa? Xe rất liền, 7 chỗ ngồi, rộng rãi, form dáng to. Thì em này trời tối quá, em không có quay chi tiết. Để ngày mai em quay lên YouTube là em sẽ up lên nha. Hiện tại giờ em quay sơ bên ngoài cho anh chị em mình nhìn nè. Đẹp chưa? Nước sơn xi rất là đẹp và em đã mới tút lại rồi. 4 mâm lớp dọn tương đối là ổn định, gầm bệ cao, thích hợp anh em về chạy phục vụ công việc trong những cái công việc làm ăn của mình ha. Mà cái lăng trước rất là sáng và đặc biệt là cái em này là biển số rất là đẹp luôn, 65A23866, là như có nghĩa là dịch theo nghĩa là mãi tài phát lộc lộc, quá đẹp luôn. Đó, Xpander này cũng biển số đẹp nè, 06899 đó nè. Bây giờ lấy về toàn là biển số đẹp không. Xpander này ngày mai sẽ quay chi tiết lên YouTube và TikTok cho anh chị em mình luôn nha. Tại vì sớm giờ em lu bu quá em chưa quay chi tiết được. Đó. Captiva gầm cao, 7 chỗ ngồi, form dáng rộng, ghế điện. Anh chị em thấy không? Thì em này bên mình đang chào bán cái tiền là chỉ 195 triệu thôi mà lại còn bớt chút đỉnh cho anh em bà con mình nữa. Em này thì nói chung thì máy lạnh nghe nhạc đầy đủ, form dáng to, có màn hình đầy đủ luôn, vô lăng 4 chấu đời cao đó, ghế điện trần đã lợp lại 5D rồi. Thì cái giá bên mình đang muốn bán là chỉ 195 và có hỗ trợ giao lưu với anh em luôn, có bớt chút đỉnh nè. Anh chị em nhìn tem bọng mọc mát nè, xe đẹp không, giá nó bèo nghèo có 100 mấy triệu, có 7 chỗ đi rồi. Còn anh em nào mà yêu những cái dòng mà để hấp hấp như 4 chỗ như con cóc anh cũng còn nhiều nha. Đó. Anh chị em nào mến thì cứ nhắc máy alo cho mình. Cảm ơn em nha, chúc anh em tối vui vẻ ha.